Thưa quý vị, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo trợ Truyền thông Pháp Luật tổ chức Liên hoan tiếng hát Đại Ngàn toàn quốc lần thứ nhất, cuộc thi dành cho các đối tượng trên mọi miền đất nước để tìm ra những tài năng âm nhạc nhằm truyền tải hình ảnh con người vùng đất Tây Nguyên qua tiếng hát, đồng thời kêu gọi xây dựng tình đoàn kết và các chương trình xã hội thiện nguyện. Ban giám khảo liên hoan là những nghệ sĩ nổi tiếng và uy tín với dòng nhạc Tây Nguyên như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nghệ sĩ nhân dân Đại tá Rơ Chăm Phiang, nhạc sĩ Ngọc Tường, nghệ sĩ ưu tú Đình Nghĩ, nghệ sĩ ưu tú Chu Thị Thúy Hà, nghệ sĩ ưu tú Võ Cường, ca sĩ Sim Black cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký dự thi của hàng ngàn thí sinh trên mọi miền Tổ quốc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiếng hát dự thi vòng casting của thí sinh Ramagai, số báo danh 0145 đến từ tỉnh Đắk Nông với ca khúc dự thi Đi tìm bóng núi, một sáng tác của An Thuyền. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ramagai, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1994, hiện đang thường trú tại làng Rang, xã Ia Cà Riêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Số báo danh dự thi của em là 0145. Bài hát dự thi của em là Đi tìm bóng núi của nhạc sĩ An Thuyên. Sau đây em xin thể hiện phần thi của mình ạ. Bây giờ em đã theo chồng lên núi phan đường trà lúa. Bây giờ không còn mùa hạ để chiều tim đỏ chờ mong. Bây giờ không còn lời nguyện để anh lang thang. Bây giờ không còn mưa rừng để cho đôi ta đi chung. Đau lá xưa mình che đâu, giờ đã không còn che đâu. Nay em che cho người khác, không thương anh em không còn thương.